Ok, hello anh em. Giờ mình sẽ mượn chủ xe cái con xe Chiron 660 này. Mình test ride cho anh em thử, rồi mình sẽ so sánh trực tiếp với lại con CB650R ha. Thì hai con nó là cùng phân khúc, và cái giá nó cũng xem nhau. Mà cái con xe này xe châu Âu, xe châu Âu thì lúc nào nó cũng mắc nhỉnh hơn so dòng xe Nhật tí xíu. CBR650R thì nó là 650cc, còn cái con này là 660. Nhưng mà cái đó thì nó không có nói lên gì được nhiều. Cái mà muốn trải nghiệm tốt nhất là cứ leo lên xe, cầm xe chạy là trải nghiệm tốt nhất, không? Chứ còn mà coi về cái thông số kỹ thuật rồi mô men sắn rồi các thứ nó nhức đầu lắm. Thì mấy bạn cứ so sánh đơn giản là hai con cùng dung tích xi lanh ha. Thì mình cứ chạy mình trải nghiệm mấy con nào cái nước ga nó ổn hơn thì là sai quốc thôi. Về cái bảo dưỡng, bảo trì, đồ đạc thì xe Nhật thì vẫn chi phí nó vẫn là rẻ hơn, đó là điều đương nhiên rồi. Còn sau này không biết là hãng Trâm thì nó du nhập vô Việt Nam là có chính hãng đại lý ở đây thì không biết là phụ tùng đồ rẻ hay không. Chứ còn thường, thường là mấy xe châu Âu thì giá phụ tùng nó khá cao ha. Trước tiên thì về cái tư thế ngồi, mình dám chắc cú luôn, Chiron 660 tư thế ngồi khỏe hơn, thoải mái hơn là cái con CB650R. Về cái phần người ngồi trước, kể cả người ngồi sau luôn, cái form nó ngồi khỏe hơn. Thì đơn giản là cái đuôi nó dài hơn mà, cái đuôi nó dài hơn, rồi cái yên nó rộng hơn, và kể cả cái yên nó cũng mềm hơn nữa. Vậy cái con này nếu mà ra giấy răng bánh thì khoảng tầm 291-292, thì cái giá nó nhỉnh hơn là cái con 650, đâu đó cũng khoảng tầm 30-40 triệu. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm so với lại cái con 650, đó là cái gì? Nó xài ga điện anh em, chứ nó không phải là xài ga cơ giống như là CB650R. Nó xài ga điện. Xài ga điện thì mấy anh em nó sẽ lúc mà chạy ga ti á, mấy anh em nó sẽ có cái cảm giác mà nó bị trễ một nhịp ha. Giống như bây giờ mấy anh em dặn cái là nó không có lên liền mà nó mất một nhịp, nó giống như cảm giác giống như là dạng nước ga của BM vậy đó ha. Này, như mấy anh em lên dặn ga đề cái là bô nó không có lên liền, mà nó lên liền mình hạ xuống từ từ. Thì cái cảm giác cái khúc đó thì nó hơi khó chịu, nhưng mà hồi nãy mình có test thử lúc mà mình đề ba thì nó vẫn bốc lẹ bình thường nha. Mình chưa nói về nước hậu, mình đang nói về cái nước đề. Mình bảo đảm luôn cái con này cái nước đề nó good hơn là cái con CB650R. Thì đơn giản là mình chưa biết cái nhông nó sắp là bao nhiêu, nhưng mà mình thấy cái dĩa của nó là cái đường kính dĩa của nó là to hơn cái đường kính dĩa của thằng CB650. Thì về cái thông số mà cái dĩa thằng nào nó to hơn thì cái hình thằng đó đi nước đề nó ok hơn. Và cái con này nó đi trong phố thì thật sự nói nó nhẹ, đi nó khỏe hơn là CB650 nè. Cái xác con này nó khá nhẹ. Cái xác con này nó nhẹ lắm. Còn CB650 cái xác nó nặng quá. Lúc mà mấy anh em kéo đề ba lên á là nó cũng nhẹ.
nó lên cũng lẹ chứ không phải là nó bị mất một nhịp, chỉ có chạy ga ti á cực kỳ mạnh nha anh em, cực kỳ mạnh, mạnh dữ lắm. Nếu mà trong khúc mà 60 mà ba máy thì hôm qua mấy anh em thấy cái lúc mà đi cái bô zin á, gắn cái cục máy vô mấy anh em thấy nó nghe dở không, móc cái bô là nghe nó khác liền, hai cái đẳng cấp khác một chột giật liền. Nhưng mà buông garantin, chạy garantin là vẫn có im dịu của cái bô zin nha. Đề lên cái là nhìn như nghe như bô độ. Thì cái đó là cái trải nghiệm mình lắp đi, học phí nó cũng rẻ, tầm 2 triệu là chơi được rồi. Cái con này lạng lách sầu trẻ là nhẹ hơn CB650 khá nhiều. Mình không có BA cho GM nha. Riêng mình review là cứ xe nào mình chạy trải nghiệm sao, có sao mình nói vậy. Kể cả dắt đồ này nọ nữa. Về kiểu dáng thì chắc cú là Citroen 650 là 660 là ăn chắc rồi. Về kiểu dáng nó đẹp hơn nhiều mà. Nhưng mà hai con là thiên, cái con này thiên về classic nhiều hơn. Còn cái con CB650 thì nó thiên về cái phong cách nó hiện đại tí xíu. Con này là chỉ có chạy ga anti á thì mấy anh em nó mới cảm giác được là nó đang xài ga điện chạy một nhịp thôi ha, dặn lên nó bị trễ nhịp thôi, chứ còn mấy anh em chạy cái tua máy nó cao lên tí xíu á, ví dụ lúc mà đè ba gấp á là nó bắt cũng lẹ lắm. Tua này kẹt quá rồi, nắng cỡ này mà tự vì 5 giờ là khách qua lấy xe rồi, nên giấc này là 2 giờ tranh thủ lấy test một vòng cho anh em coi, để đơn giản là mấy anh em có số tiền khoảng tầm 300 triệu quay đầu thì kiếm một con next buy hợp lý. Thì có hai cái phiên bản mấy em có thể lựa chọn là Citroen 660 và CB650. Còn Z650 thì mình không có welcome lắm. Đánh lái cái con này không biết nó có rộng hơn lại con 650 hay không, nhưng mà mình cảm nhận là có bánh lái nó cũng khá rộng, với lại cái xe nó khá nhẹ, cái xe nó khá nhẹ đâm ra là cho mình đi phố đồ này nọ thì nó khỏe hơn là cái con CB650R. CB650R đi phố nó cũng lanh lẹ, cái form nó cũng gọn, nhưng mà nó hơi nặng tí xíu. Nó nặng như chó đẻ luôn, nó nặng như xe 1000. Trời ơi, 946. Mình vô lên trong lên kia có cái đường vắng vắng thì mình chạy ra ngoài mình test cho anh em cái. Cái ga nó táp gớm lắm anh em ạ. Nó chỉ có một cái nhược điểm là mình thấy nó là lúc mà chạy tốc độ garanti thì nó hơi bị trễ nhịp. Thì đâm ra mấy anh em nào đã chạy quen xe Nhật rồi á thì qua nó chạy thì nó hơi bị khập khiễng tí xíu. Chứ còn mà mấy anh em mà chạy quen xe châu Âu thì nó bình thường, không có vấn đề gì hết. Ha. Đây là MT15. MT15, MT03, MT7, MT9 là một mẫu hết.
con này đường cái đồng hồ khá đẹp, đúng chất lá xích luôn. Đây bây giờ mình sẽ test cho anh em coi thử coi là lúc mà mình móc bô với lại soi bô zin á, lúc mà đề ba lên nó có hợp hay không ha. Để số 2 đi. Xe ta xe mới anh em, nó là chạy là cũng phải kìm kìm với ga. Nếu mà nói về nước đầy, mình bao CB650R ga là nó giết. Còn về nước hậu, phải chủ xe cho mượn test kìa, Max Speed kìa, thì mới dám test. Còn mà chủ xe không cho mượn test Max Speed là ông cố nội mình cũng không dám test nữa. Quả tới bến Đinh Kiều liền, quả tới liền. Giờ mình làm thêm vòng nữa xong mình về luôn nha anh em. Một vòng thôi nha. Cái bóp chán thiệt. Cái bóp thì ok, mà có điện thoại để gì sợ nó bay dữ dằn. Nãy giờ chưa có chạy rác lắm nên là chưa biết cái phuộc sau nó là sao. Cái thế phuộc nó thì nó cũng nằm xéo giống như CB650. Cái phần gấp thì cũng được gọi là ná ná, nhưng mà cái gấp của thằng này thì nhìn một bên kia, một bên chủ sơn á, thì nó có vẻ là nó dày hơn, bự hơn là CB650 tí xíu. Tới đây xi nhan qua. Đèn đỏ là mấy chục giây luôn. Tới luôn. Nói chung là nó chạy nó đề lên 180 khá là lẹ. Nhưng mấy anh em không thấy rồi. Cái sắp nhôm sinh dĩa của con Triton này nó là bự hơn so với lại CB650. CB650 có thể là mình có thể là ăn được cái nước hậu. Cái đó là mình phỏng đoán thôi nha, chứ mình không dám tuyên bố. Phải nói chung là nhà sản xuất người ta tính toán đồ ghê lắm. Nhưng mà thường thường là những cái dòng xe châu Âu thì nó sẽ chạy bét hơn tí xíu. Xe Nhật thì nó kìm hãm lại cái tua đồ các thứ đồ đi cho nó có cái độ bền nó cao, thường thường là vậy. Cái con này nó đề lên ghê quá. Thôi về được rồi. Cảm giác về thắng.
tháng trước, tháng sau cảm giác rất tốt, ăn đứt thằng CB650 dày cảm giác thắng. Riêng CB650 với lại CBR650, cái thắng sau của nó là vô hiệu hóa anh em, thắng không có cảm giác. Thật sự thắng sau của thằng CB650 vô hiệu hóa, không có cảm giác. Và cái thắng trước của nó thì mình cảm nhận là nó hơi giật, nó không có được dịu. Rồi cho em qua các anh trai ơi, cho em qua các anh trai à, đừng lủi ổng cái này chết em luôn. Thì thêm má này ở đâu ra nữa vậy? Như nãy mấy anh em cũng thấy ha, đề lên ha, không hụt. Cái cũng có thể là do là setup cái nhông sinh dĩ nó lớn nên là cải thiện đi cái nước đề nó tốt, nên là lúc mà mắc tua nó hơi nhanh hơn. Tuy nhiên mình cũng có chưa có đề test drive mắc tua của con CB650. Đúng ra mà phải có hai con mà chạy lúc á thì mình dễ so sánh hơn. Nói chung là trong tầm giá mà 291 triệu, như vậy là cũng khá ổn rồi. Tắt cái máy rồi. Quá bét. Ôi ôi, dê xe ra, dê xe ra. Còn 2000, thiếu bởi đi. Ây da. Quá mệt. Quá mệt. Bà Tám còn thiếu 2000, tí anh trả nha. Cảm giác thắng ông này là cực kỳ tốt anh em. ABS của người ta phải hoạt động khi mà cái bánh xe nó chuẩn bị đứng yên á là nó mới hoạt động. Còn cái thằng ông nội CB650R thì xin lỗi luôn, cái bánh nó còn quay vòng là ABS đạp đã nhảy băng rồi. Thì cái này thì chỉ có những bạn nào mà đã từng sở hữu CB650R hoặc là CBR650R thì mấy bạn mới hiểu thôi. Chứ còn mà nhiều khi mình nói thì kêu là ông giỏi hơn kỹ sư thôi, nó mất hay, thấy không? Thì nói chung là về ngoài cái giá nó cao hơn CB650R nó đâu đó khoảng tầm 3-40 triệu thì
mình thấy cái con này nó hơn CP60R nhiều điều, nhiều điểm lắm anh em. Nhẹ hơn nè, đẹp hơn, tư thế ngồi thoải mái hơn, lạng lách xào chẻ ok, trước mắt là nước đề bét hơn, nước đề cực kỳ bét ha. Thì mấy bạn nào mà cứ coi cái clip thấy cái nước đề cái tua nó rút thì mấy bạn cũng biết là nó cải thiện nước đề cỡ nào rồi. Nó thua CP650R ở cái chỗ là một máy và cái ga điện ha. Vội đi. Rồi ok anh em. Cảm ơn anh em đã click vô coi hết cái video của mình. Giờ mình làm mấy cái can 7.9. Bye bye.